nghèo nhưng mà lại mất dạy thì sao? Xấu mà giàu người ta lại có tình cảm thì sao? Đấy, quan trọng là tính cách, đừng bắt chọn vẻ bề ngoài. Có thể thay sao 24/24 mà không cần ngủ. Ôi gọi bây giờ thì làm sao mà nhớ được xem nào. Nụ hôn đầu chắc là ở trong nhà. Nhà trọ. Trong khách sạn. Lâu quá sao nhớ được ta. Chắc là ở Phan Thiết. Trời ơi. Hôm đầu ở đâu hết trời. Nhớ. Xin chào mọi người, mình là Ali Hoàng Dương. Và bây giờ sẽ trả lời những câu hỏi mà chương trình đưa ra. Đầu tiên nghe gọi là mở chuyện hẹn hò thì chắc chắn là Ali sẽ nghĩ ngay đến cái những câu chuyện tình yêu sẽ được cởi mở và được nói trong chương trình ngày hôm nay. Và Ali đến đây sẽ được lắng nghe là chính. Ừ thì nói chung là yêu đấy. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mà Linh tham gia một podcast mà lại là trò chuyện cùng với một người khác mà mình lắng nghe câu chuyện của người ta và mình cũng có những sự chia sẻ đồng cảm với câu chuyện của người ta. Đấy là lần đầu tiên. Còn những podcast trước thì là câu chuyện của Linh. Mới nãy thì anh nghĩ lên đến đây lắng nghe nhưng mà cuối cùng thì anh đến đây để anh ganh tị nhiều hơn. Tại vì hôm nay là một cái số mà gọi là hai bạn rất là dễ thương và đáng yêu và gọi là truyền cho anh rất là nhiều động lực để mà mình muốn yêu và muốn có người yêu sớm nhất có thể. Sớm nhất có thể. Nói chung là sau chương trình này thì trái tim sẽ rộng mở, không khép những cái cánh cửa lại nữa, có thể đón nhận những tình yêu đến với mình. Quan điểm trong tình yêu á, như anh Jun hồi nãy cũng đã nói là yêu là chết trong lòng một ít. Đúng. Không phải chết một ít đâu mà chết nhiều đấy. Linh cũng đã yêu Lân Phương rất là nhiều và cũng có những cái lúc cảm thấy là mình khao khát để được yêu nhưng rồi cuối cùng là người ta cũng không yêu mình nên là mình cảm thấy buồn lắm, thất vọng lắm và chưa bao giờ có được một cái cảm giác gọi là hạnh phúc trong tình yêu. Giống như những người khác cần một người song hành cùng nhau rồi làm những cái chuyện điên chuyện khùng rồi làm những cái mà chưa bao giờ làm một mình được mà cần phải có hai người. Quan điểm trong tình yêu của Hoàng Yến thì cái điều tiên quyết đó chính là sự chân thành cho nhau cũng như là đối phương, hai bên phải thật sự rất là chân thật và không bao giờ có một cái tạo ra đối phương một cái sự nghi ngờ hay là một cái điều gì đó lăng tăng trong mối quan hệ của mình. Điều đó rất dễ dàng để làm break cái tình yêu của mình. Rất là trái ngược với Yến trong lúc làm việc. Yến sẽ rất là nhí nhảnh, rất là hồn nhiên và đôi khi có phần rất là trẻ con nữa. Và mình đặc biệt là mình sẽ luôn luôn sống hết mình với cái cảm xúc của mình. Sẽ vui đó. Ali nghĩ vậy tại vì tính của Ali cũng rất là năng nổ, sôi động, rồi thích khám phá, phiêu lưu trừ những lúc mệt ra có hơi quạo nhẹ. Nhưng mà đa phần sẽ là làm những cái trò thú vị cùng nhau thì chắc chắn Ali sẽ luôn là người chủ động. Thế để yêu đã rồi kể nhá. Chưa yêu. Chưa, còn yêu đơn phương mà. Là có nhưng mà nó rất là ngắn. Mình có những cái cuộc tình online nhưng mà gọi là crush nhẹ trên đó rồi nói chuyện thả thính nhau đôi ba câu chắc chắn có. Có một bạn online thì ngày xưa bạn game hết mà Linh cũng yêu bạn đó. Nhưng mà Linh phải giả là một con người khác mà giả cái con người khác mà con người đấy lại là chính là Linh cơ. Sau đó thì hẹn gặp xong thì sau cái lần gặp đó thì thôi đừng ai nấy đi. Người ta không, dù cho Linh còn nhắn tin bao nhiêu đi chăng nữa thì người ta cũng vẫn không trả lời đó. Đấy có thể coi như là một cái rung động đầu đời mà kiểu nó rất là nghĩ đến thì cũng thấy bồi hồi. Không, đây là anh quay tim. Hạ Thính á. Trời ơi. Em là cô gái tháng 10. Chờ anh đến để cùng cười với em. Đấy.
đấy cũng là một cái rất là nhẹ nhàng thôi, rất là nhạt nhẽo. Cái rất là nhẹ nhàng thôi, rất là nhạt nhẽo thôi. Có một cái trường hợp rất là thiết thực là Yến đã hiến kế cho bạn của mình đó, đi uống cocktail với nhau xong thì nói là em để quên chìa khóa trong nhà rồi. Chỉ như tết theo tết thôi mà đã thành công nha. Tới bây giờ hai người đó quen nhau rất là hạnh phúc. Tôi điên nhất khi nào ta? Tôi lúc nào cũng điên hết trơn á. Điên nhất hả là đã từng nghĩ là mình sẽ bỏ hết tất cả để mà đi theo người. Là kiểu ấy làm mọi thứ để được gần người ta ấy. Người ta học ở đây, chuyển nhà đến gần chỗ nhà người ta luôn để mình có cơ hội gặp người ta nhiều hơn. Có thể phay sao 24/24 mà không cần ngủ. Ôi, gọi gần là sao mà nhớ là xem nào. Nụ hôn đầu chắc là ở trong nhà. Nhà trọ. Trong khách sạn. Lâu quá sao nhớ được ta. Chắc là ở Phan Thiết. Trời ơi. Hôm nào ở đâu hết trời. Không nhớ. Không nhớ. Trong đặt chiếu phim hết anh. Hình như vậy á. Ừ. Chắc vậy. Mối tình đầu vào năm 19 tuổi. Có mối tình ảo thì có. Năm 18 tuổi. Mối tình đầu thì bắt đầu từ năm lớp 10. Khoảng năm 6. Có 6, 5, 6, 7 gì. Rồi đấy không hết luôn á. Nếu mà tính ra tôi nghĩ nếu mà yêu thật lòng chắc khoảng 10 người. Trời ơi có không giữ mất đừng tiền mình có mơ. No door. No. Cái nó đã qua rồi. Nó đã qua rồi và mình sẽ mình không còn thích người ta nữa. Tình cảm của mình lại không dành cho người ta nữa. Qua rồi thì thôi nhá. Nó phải là đúng thời điểm. Người đó là ai? Quan trọng là người đó là ai nữa. Tại vì sẽ có những người mình nghĩ là mình có thể quay lại. Cũng có những người nó chỉ nên dừng lại cái điểm đó thôi. Thì chắc chắn sẽ không quay lại. Còn một cái người mà bây giờ trong đầu nhớ luôn thì anh nghĩ là ok quay lại. À Jun thì là người trọng cái đẹp. Nên Jun sẽ chờ người nào vừa đẹp vừa giàu. Ý sẽ chọn một người phù hợp với mình. Không, thật sự không có thiết phải giàu. Tại sao mình có thể đặt cái quy chuẩn là giàu hay đẹp, xấu rồi nghèo. Hợp với mình là được, cũng chả cần phải giàu có gì. Đẹp mà nghèo. Nhưng mà lại mất dạy thì sao? Xấu mà giàu. Người ta lại có tình cảm thì sao? Đấy, quan trọng là tính cách. Đừng bắt chọn vẻ bề ngoài.